vào được không anh? Có điện không anh nữa. Thôi đi. Còn một cái nữa đây. Alo. Đến đây nó không nha. Đứng đây này. Đứng về đằng này chị, anh ấy thấp cái đồng vàng. Đây anh. Vừa muốn nhưng vừa được phải không? Anh Hương mình nhúc. Hôm nay chị em đến nha. Mình tập trung rồi đó. Tập trung rồi đó. Đi, thằng lễ.